nó hơi nặng phải không? Dạ nặng. Đi sao không được? Vì cái chân này đi không được, cái tay chân đi không được, bọt không. Tại sao vậy? Nó nặng quá, đi không được. Đi cái nó té. Đi nó nặng nó té phải không? Dạ, không dám đi bò không. Bây giờ đi được mừng quá thầy. Bây giờ chạy được không? Không chế dám chạy đâu, chạy dốc mà. Đi ví dụ mừng mấy trăm, bây giờ tôi sẽ đổ thừa, tôi không dám đi. Rồi, cho mượn cái ghế rồi sao? Khi mà có đau đâu mà sao phải nhực nhực như vậy? Ai nói đau đưa lên đây thử coi. Rồi, hai chân chạm lại. Ngồi xuống. Ngồi sang xuống. Rồi, đưa cái mông xuống cái đất luôn. Rồi, đứng dậy. Đứng dậy. Bà có làm biếu. Rồi, ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống, chạm xuống, đứng dậy. Ok. Bởi vậy là khổ ghê vậy nè. Thẳng chân ra. Rồi, chết. Chân lên, chị chân lên. Không nhẹ gì đó. Bà nói gì mà nó lên, nhanh lên. Rồi, rồi chạy bắt đi nha. Bây giờ tôi chạy được tôi mừng, tôi cảm ơn ông thầy dữ lắm. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.